xin chào quý độc giả, mình là Minh Huyền. Còn đây là bạn Nem, con trai của mình. Con chào các cô, các chú. Năm nay là một năm rất là thành công đối với Huyền. Từ việc là Huyền được vào một cái dự án rất lớn của VFC này, được vào một bộ phim bom tấn, đó chính là Thương Ngày Nắng Về. Và vai diễn Vân Trang đã gọi là giúp cho Huyền để lại dấu ấn thật là lớn trong lòng khán giả. Và cuối năm nay thì Huyền lại còn nhận được một món quà vô cùng ý nghĩa nữa, đó chính là một chiếc giải thưởng rất là cao quý, nữ diễn viên ấn tượng VTV. Đó chính là một món quà mà thực sự là rất lâu nay Huyền đã mong muốn, mà chính là bây giờ là cái thời gian mà Huyền đã nhận được cái trái ngọt. Thế nên là Huyền cũng muốn là cái Tết năm nay nó sẽ trọn vẹn hơn một chút, dành nhiều thời gian cho Tết hơn một chút. Và năm nay thì Huyền và bạn Nem có chuẩn bị thật là nhiều những cái đồ trang trí Tết để giúp cho cái căn nhà của mình nó sống động hơn, và sẽ cho bạn Nem về ông bà nhiều hơn để biết được là một cái Tết thì tất cả những người lớn sẽ phải chuẩn bị những cái gì, chuẩn bị như thế nào. Và thường thì Tết Huyền và bạn Nem sẽ ở Hà Nội thôi, chứ cũng không đi du lịch, bởi vì là Huyền muốn là bạn Nem sẽ được tận hưởng cái không khí của Tết Hà Nội vắng vẻ này, thoáng đãng, và được đón Tết cùng với những người thân yêu trong gia đình. Cái năm đầu tiên khi mà hai mẹ con dọn về căn nhà này, Huyền cảm thấy quá nhiều việc và hơi mệt, bởi vì là Huyền phải trang trí nhà cửa này, thắp hương này, rồi 30 ông công táo, tất cả mọi thứ. Thì Huyền cảm thấy là trời ơi, tại sao làm người lớn mệt như vậy. Bởi vì từ trước đến giờ thì cũng rất là may mắn được các mẹ lo cho hết những điều này, nhưng mà từ khi có cái căn nhà nhỏ này thì mình đã phải làm hết mọi việc. Thế nên là cái năm đấy Huyền nghĩ là cũng là một cái năm đáng nhớ, bởi vì đầu tiên mình có một cái căn nhà riêng của mình, sau đó thì hai mẹ con tự tay chuẩn bị đón Tết. Những cái việc rất là nhỏ thì bạn em cũng đã cùng làm với Huyền, nhưng mà tính đến năm nay thì cũng là năm thứ 3 Huyền ở căn nhà này rồi. Thế nên là mọi thứ nó cũng đã vào guồng và Huyền cũng đã quen dần với việc này rồi. Năm vừa rồi thì cũng khá bận rộn nên là cũng không có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Nhưng mà bất kỳ khi nào mà có thời gian rảnh thì Huyền đều chăm chút cho bạn Nem, cũng như là đón bạn Nem về ở với Huyền và dành thật là nhiều những cái tình cảm cũng như là những cái sự bù đắp cho bạn Nem. Tuy nhiên là năm vừa rồi thì cũng rất là may mắn, bởi vì là được ông bà nội hỗ trợ rất nhiều. Thế nên là Huyền rất là yên tâm khi mà công tác cũng như là đi quay xa. Và 2023 thì chắc chắn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho bạn Nem hơn, cũng như là cái thời gian riêng cho bản thân mình, đi chơi nhiều hơn này, hoặc là dành nhiều thời gian cho cái tình cảm cá nhân nhiều hơn để cuộc sống của mình tươi mới hơn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Quý Mão thì Minh Huyền cũng như là bé Nem xin gửi một lời chúc tới quý độc giả của VN Express. Chúc quý độc giả sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong năm mới. Yeah, Happy New Year!